Sau khi ủ bột, mình được một khối to mịn xịn nên phải chia ra làm 2 lần và tiếp tục nhồi, rồi vê thành khối dài và sắc thành cục. Lấy một cục bột, vo tròn rồi lại vê dài. Sau đó lấy cái chai, cán cho dẹp ra, nhưng mà phải có chiều dài nha. Rồi lần lượt, cuốn giống như trong video nha. Rồi bóp nhọn hai đầu. Đã được một chiếc bánh mì rồi nha. Cứ tiếp tục cho hết vòng bột. Và vòng một thứ hai mình sẽ làm bánh mì tròn. Bánh mì tròn thì tạo hình siêu đơn giản, là chỉ cần vò tròn thôi. Xong phần tạo hình bánh thì sẽ cho thêm một tí mè lên trên, rồi tiếp tục ủ phần bánh trong vòng 15 phút nữa. Trong thời gian ủ bánh, mình sẽ làm nóng trước nồi chiên không dầu nha. Cũng tìm tòi bắt chước là rạch để làm chỉ của bánh mì.